Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món đậu phộng rang tỏi ớt. Về nguyên liệu ở đây thì mình sẽ dùng là khoảng 600g đậu phộng nha. Và khoảng hơn nửa chén tỏi ớt băm. Nếu như các bạn ăn cay nhiều thì các bạn băm ớt nhiều nha. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Ở đây thì mình sẽ nấu một nồi nước nha. Rồi mình sẽ trần sơ đậu. Thì khi mình trần sơ như vậy nó sẽ giúp cho nhả bớt cái chất chát có trong cái vỏ lụa của hạt đậu. Như vậy nó sẽ ngon hơn nha. Mình cho trước phân nửa nha. Để các bạn làm không kịp là nó sẽ bị chóc cái vỏ lụa ra. Tại cái món này nó phải cần có vỏ lụa thì mình mới rang tỏi ớt được. Sơ qua chút xíu thôi nha các bạn. Rồi mình vớt ra, các bạn lót khăn giấy dưới đây cho nó ráo. Mình lót thêm giấy nha, thêm một lớp nữa. Cho phân nửa còn lại vào làm tiếp nha các bạn. Bạn nhìn thấy là nó nhả cái chát ra, cái nước của mình nó đỏ luôn. Khoảng 10-15 giây thôi nha các bạn. Cái này giống như là mình vừa rửa đậu phộng cho sạch, với lại nó giúp cho ăn không có bị chát. Các bạn chỉ cần dùng khăn giấy mình thấm cho nó ráo nước lại được rồi. Để hồi mình đi rang nó dễ hơn. Mình lấy mấy cái giấy này ra nha. Mình dùng khăn giấy mình thấm thêm cho nó ráo nước. Tiếp theo thì mình sẽ đi rang đậu phộng nha. Mình sẽ dùng nồi chiên không dầu, hoặc các bạn dùng lò nướng cũng được, hoặc là mình rang ở trên chảo cũng được, tùy theo các bạn nha. Mình chảy đều ra. Mình sẽ cho vào lò nha. Về thời gian thì cũng tùy theo lò nữa các bạn. Nếu như lò của các bạn nhỏ thì các bạn nên chia làm hai để mình sấy nha. Mình sẽ để là 170 độ C. Thời gian thì mình sẽ nói sau, tại tùy lò nha các bạn. Nếu như các bạn dùng lò nướng thì cũng để là 170 độ C luôn, hai lửa. Mình đã sấy được 10 phút rồi nè các bạn. Rồi mình lấy ra mình đảo đều lên nha các bạn. Tại cái này mình làm hơi nhiều, nó dày. Mình phải đảo. Mình sấy đến khi nó giòn là được nha các bạn. Do là đậu phộng của mình đã trần qua nước sôi rồi, do đó là nó không còn cái màu đỏ giống như là các bạn không trần. Bình thường các bạn rang đậu phộng thì thấy nó đỏ, nhưng mà khi mà trần sơ nước sôi thì đậu phộng sẽ không còn cái màu đỏ được nha các bạn. Rồi mình sấy tiếp tục. Mình sấy được khoảng 28 phút là mình thấy nó được rồi đó các bạn, nó giòn rồi đó. Các bạn nhớ ăn thử hạt đậu nha. Khi mà nó nguội thì nó sẽ còn giòn hơn nữa đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi phi phần tỏi ớt nha. Càng về sau thì cứ khoảng 5-7 phút các bạn đảo đều nha. Nó vàng rồi các bạn, rất ngon. Nhưng mà nó sẽ không có cái màu đỏ đẹp giống như là đậu phộng mình chưa trần vào nước sôi. Tiếp theo thì mình sẽ đi phi phần tỏi ớt. Dầu nóng thì mình sẽ cho và mình phi cho nó vàng nha các bạn.
Tỏi bắt đầu nó ngả vàng rồi nè các bạn, mình sẽ tắt bếp nha. Các bạn trừ hao với sức nóng còn lại của dầu thì nó sẽ vàng tiếp tục. Bây giờ mình sẽ lược lại nha, mình chỉ lấy tỏi ớt thôi chứ mình không có lấy dầu nha các bạn. Mình vẫn sẽ dùng cái chảo này nha các bạn. Tỏi thì mình vớt ra mình để cho nó ráo dầu. Mình sẽ cho vào đây 5 muỗng canh đường, muỗng lưng thôi các bạn, chứ không có vung nha. Mình cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt, 4 muỗng canh rưỡi nước mắm, tùy theo độ mặn nước mắm các bạn gia giảm là nha. Cái này thì các bạn nêm mặn mặn ngọt ngọt là được. Bốn muỗng với mình thêm khoảng 1/3 muỗng canh thôi các bạn. Nếu như ăn mặn hơn chút thì cho thêm nửa muỗng canh nha. Một muỗng canh tương ớt cho nó có màu đẹp. Siro bắp. Nếu như không có siro bắp thì các bạn dùng mạch nha Việt Nam mình cũng được. Hoặc là không có thì khỏi cho vào nha. Nếu như có thì nó sẽ ngon hơn. Mình cho vào đây 2 muỗng canh siro bắp. Nếu như dùng mạch nha Việt Nam mình thì các bạn dùng 2 muỗng canh luôn. Siro bắp này thì nó chỉ lợ lợ thôi chứ nó không có ngọt nha các bạn. Để giúp tăng màu đẹp thì sẽ dùng thêm là bột điều mềm. Không có thì các bạn bỏ qua nha. Cái này mình mua ở Bách Hóa Xanh. Cho đây khoảng 1 muỗng cà phê. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên nha. Mình nấu cho nó tan. Cái này cho cái sốt này nó sánh lại. Mình phải nấu cho nó keo rồi mình mới cho đậu phộng vào được nha các bạn. Cho đậu phộng vào sớm nó sẽ bị mềm. Mình nếm thấy nó còn hơi mặn các bạn nên mình sẽ cho thêm một khoảng 1 muỗng cà phê đường nữa nha. Các bạn nêm nếm để cho nó vừa miệng mình. Các bạn nhìn thấy nó bắt đầu nó keo lại nè. Nó sệt lại như thế này. Rồi mình sẽ cho tỏi ớt vào nha. Đảo đều lên. Và mình sẽ cho đậu phộng vào. Lúc này thì mình để lửa nhỏ hoặc lửa vừa nha các bạn. Mình đảo đều nó cho nó áo đều. Mình sẽ rang tiếp tục đến khi nó tách ra nha, nó giòn lại. Mình thấy nó ráo rồi nè các bạn. Rồi mình sẽ tắt bếp nha. Mà nó nguội thì nó sẽ còn giòn lại nữa. Khi mà nó nguội thì nó giòn lại nha các bạn. Nó giòn như thế này nè. Nó sẽ hơi dính như thế này nha các bạn, chứ nó không có rời nguyên hạt được nha. Kiểu như nó giòn giòn dẻo dẻo. Khi ăn thì mình có thể mình tắt nó ra được. Nó như thế này. Các bạn để cho nó nguội nha, rồi các bạn bảo quản ở trong lọ nha. Ở ngoài màu đẹp lắm các bạn, mà không biết sao qua màn hình màu nó không có đẹp bằng các bạn. Giòn ngon lắm. Mặn mặn ngọt ngọt rất là ngon các bạn. Nếu như các bạn mà ngán thịt cá, mình ăn chung với cơm cũng rất là ngon nữa. Nó vừa ăn. Nó sẽ giòn giòn như thế này. Mấy cái hạt này nó sẽ bị chóc, cái vỏ lụa nó sẽ rớt ra. Nó phải giòn như thế này nó mới thành công nha các bạn. Còn nếu như mà kiểu nhỏ nhỏ mềm mềm là không có được. Mình để không có được lâu. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món đậu phộng rang tỏi ớt này nha. Rất là giòn ngon.